Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một cái Supreme 203 nha anh em ha. Con xe này là chuẩn cho anh em chơi đam mê sưu tầm nha anh em. Máy cực kỳ chuẩn ha. Xe này là nói chung là bẩn cũng vẫn còn nha anh em ha. Bẩn zin theo xe vẫn còn nha. Câm niền bô theo xe, vàng bạc theo xe. Ngoại trừ phục trước có dặm rồi nha anh em ha. Trước có bắn nhẹ rồi. Bắn phục trước nha anh em ha. Xe này máy chuẩn lắm anh em, rất là chuẩn xe ha. Nè, bao tay zin còn anh em, một con xe chuẩn chất chơi anh em. Bao tay zin nè, nút công tắc có hết trơn anh em ha. Rõ nét rõ ràng ha. Chìa khóa zin còn nha anh em, zin theo xe ha, chỉ có một thôi nha anh em. Kim đỏ ao nha anh em ha, rất là đỏ. Con này cũng chất xe đi cũng khoảng tầm khoảng 30 mấy ngàn nha anh em ha, 30 mấy ngàn. Và cũng như thường lệ mình luôn kiểm tra chản ba chén cổ nha anh em, rất là nguy hiểm anh em ha. Chản ba chén cổ nha, rất là nguy hiểm, sợ nó mở ra nó ép chản ba vì xe đâm đụng chà, đâm đụng té ngã mới ép chẳng ba nha. Ngoài ra là xe không có ép chẳng ba rồi anh em ha. Bán nè, rất là đẹp, xe đều lắm nha anh em ha. Có 30 mấy triệu nha anh em, một con xe chơi cho sưu tầm lâu ok anh em, giá thành hợp lý 203. Và đặc biệt là cục máy nha, xe này máy khỏi bàn luôn, máy là êm như xe điện anh em ha. Anh em nghe nghe kỹ nha, nói chung máy là như xe điện anh em. Dây sườn zin nên ha vẫn còn. Xe này Hồng An cũng có rửa sơ đó anh em ơi, rửa sơ đó nha. Ok anh em, rửa sơ. Cấp rất đẹp cho anh em ha, Hồng An mở cấp cho anh em xem luôn nha anh em. Tem zin anh em ha. Cấp nè, 202 luôn nha anh em ha. Và xe này là 202 rồi anh em ha. Hàng gì máy nó quá dữ anh em, máy cực kỳ dữ luôn, máy cọp lắm. IC zin, rờ le zin nha, rờ le chớp zin anh em ha. Mạch máu trái tim lóc không có bị dợp anh em ha. Lóc vàng bạc rất đẹp nha, không có dặm tút ha. Cặp tay cũng vậy luôn nha anh em, rất đẹp. Ốc tán vẫn còn màu, chống nghiêng theo xe vẫn còn nha anh em ha, chống nghiêng nè, chống đứng nè, từng số nè, từng số của nó như vậy vậy nha anh em. Nói trái tim anh em, chiếc nền của nó đó nè ha, chiếc nền của nó hơi dơ ha, về rửa lại nha anh em. Sườn dày cui anh em ha, chống đứng nè anh em, không có nhớt nhau nha anh em, không có nhớt nha, sạch sẽ đó anh em. Coi bô anh em, 30 mấy ngàn cây đó anh em. Bô zin nha, chưa mở luôn nha anh em ha. Bô zin theo xe anh thấy không, 30 mấy ngàn cây chuẩn xe nha anh em. 203 tới giờ là 18 năm rồi anh em ha, chung xe bự như vậy rất là ok, chuẩn xe rồi. Xe này mình sườn đẹp lắm anh em ha, màu lính vẫn còn nha anh em, từ su zin anh em ha. Màu còn anh em, cặt te nè, không có vết chày luôn nha anh em. Sườn nè, quá đẹp, đẹp lắm anh em, quay rất là kỹ anh em ha. Cái này 202 nha, cản nè không có té ngã nha anh em, rất đẹp ha. Xe này 4 số luôn nha anh em, 53V98467 nha, 4 số, biển số thành phố. Em coi sườn anh em, cục zin anh em, sườn anh em, sườn xanh lè anh em, sườn rất là cọp. Đó, anh em coi anh em, sườn như mới vậy đó.
đẹp ha. Bức sơn rất là dày. Có 30 mấy triệu nha anh em ha. 33 triệu nha anh em. Một con xe Supreme 202. Zin nè. Thấy chưa? Để yên zin luôn nha anh em. Xăng lớn nè. Rất đẹp. Sườn rất là mới anh em thấy không? Ốc nè. Chấm sơn nè. Số 10 không? Quay luôn nha anh em. Xe rất đẹp. Vậy cho anh em ha. Sườn rất đẹp. Chụp đèn lái theo xe. Cuộc ok nha anh em. Màu đùm nè. Đùm rất đẹp nha anh em ha. Không có dợp luôn nha anh em. Đùm chặt te nè thấy không. Chặt te là không bị mớp méo luôn á. Bên trong bên ngoài cũng vậy luôn anh em. Trong anh em. Vàng luôn trắng sáng anh em ha. Thắng anh em. Đủ thắng anh em ha. Có thắng đủ thắng nè. Rất là đẹp. Màu lính hết trơn thấy không. Rồi sao còn màu lính luôn nha anh em. Bô như cây kiếm. Chiếc xe này đều lắm anh em ơi. Bô rất là đều. Chung xe này là vẫn còn đẹp anh em ha. Vẫn là không nứt không bể luôn đó. Rất là đều xe. Được dàn bạc lóc. Ok anh em ha. 203 gấp thì 203 nha. Dàn nhựa là 202 nha anh em ha. Đó. Rất là chuẩn xe. Dàn bạc. Thức sơn sườn. Đẹp. Thấy không? Đó, sườn rất là đẹp anh em. Anh quay cũng rất là kỹ anh em ha. Âm ra anh em đừng có kêu Hồng An chụp hình nha. Chúng là Hồng An quay là kỹ lắm rồi. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hết trơn luôn nha anh em. Không sót một điểm luôn nha anh em ha. À. Bô không có mớp nha anh em ha. Bô như cây kiếm. Cốt nè, vẫn còn cái chấm sơn hết trơn nè. Con cao su màu lính vẫn còn nha anh em. Cao su anh em chốt vẫn còn ha. Giò đạp theo xe. Kêu máy ho mở cốp luôn nha anh em ha. Cốp đẹp, sườn đẹp. Mở cốp cho anh em xem luôn. Lấy bạc chỗ này anh em một xíu rồi. Một xíu thôi. Ở trên coi bộ phận bên trong của nó nha anh em ha. Rồi đây đề zin anh em ha. Bình chì. Đó. Sạc. Xe rất là khá anh em, sườn đẹp lắm anh em thấy không. Đó. Xe sườn là quá trời chịu nổi anh em, bảy màu hết trơn ha. Chiếc xe rất đẹp cho anh em. Đó. Quá đẹp. Nhìn nó đều lắm anh em ơi, xe đều lắm. Đó. Sườn nè anh em, chưa có bạc sườn ha, sườn rất đẹp anh em thấy không. Đó. Chén cổ nè. Sườn nè. Đó. Bao tử nè. Đó. Dây nhựa, ống hơi, bình xăng, boe, kèn, đề, nghe không? Rất là đẹp. Đó. Rất đẹp. Bạc đều lắm anh em. Cao su vẫn còn nguyên hết cho anh em ha. Về chùi rửa lại. Xe này anh em kỹ là chùi rửa lại nó hơi dơ nha anh em. Dơ lắm, nghe không? Hơi dơ lắm. Xe này ngoại trừ là cái phục trước có sơn thôi. Lỗi đúng cái phục trước có sơn thôi, ngoài ra còn nguyên hết anh em. Không có lai tạp gì hết anh em. Nắp còn như chưa chỉnh luôn anh em. Chưa chỉnh luôn á. Như chưa chỉnh cò, cò bô chưa mở cho anh em ha.
về ok, có chày nha anh em. Đó, xe này quá đẹp. Trước có bắn thôi, cầm bức là đẹp nha anh em ha. Cầm còn màu. Cầm còn màu nha anh em. Liền trước sau như một ha, vô si nha anh em. Đó, bạn đi tổng thể rồi nha anh ha, tay thắng zin nha, nó bạc chỗ này anh em ha. Bao tay zin vẫn còn, kiến này kiến mới rồi anh em ơi, kiến này kiến mới. Và cái cuối cùng là cục máy nha anh em ha, không ăn nói mãi rồi ha. Xe đẹp mà máy không đẹp không chất, cũng đem đi dục nha anh em ha. Đó. Quan trọng là cục máy là chuẩn nhất nha anh em. Xe đẹp là máy phải đẹp ha, phải chất, phải đỉnh mới được nha anh em. Chạy nó mới sướng anh em ha. Còn xe đẹp mà chạy cục máy nó tệ quá thì dục đi anh em ơi ha. Rồi, ok. Máy êm như xe điện. Bịch bô nha anh em. Anh em nghe nha, họ bịch bô lại nha. Anh em nghe kỹ nha, đời này như là HHBN rồi anh em ơi. HBN rồi ha. Anh em nghe tiếng máy anh em. Em như chó thở là có nha anh em ha. Hơi nhỏ quá. Bịch quá nó bị bí hơi anh em. Bịch quá nó bí hơi á. Bịch vừa vừa thôi. Chừa lỗ mũi cho nó thở, bịch quá nó bị bí. Bí quá nó sẽ bị sặc. À, còn nổ máy thì khỏi nghe tiếng máy ra anh em ơi. Ha. 4 số nha anh em. À, vừa số luôn ha. Cho biết máy đang nổ nha anh em. Không vô số là anh em không biết máy đang nổ đâu. Đèn đang sáng, máy đang nổ ha. Quay vào hướng này cho anh em nghe. Máy đang nổ nè. Anh em nghe có xè, có ré, có vụ bánh lòng anh em. Đang có số nha anh em ha. Bịch bô giùm anh đi làm. Bịch nhẹ nhẹ thôi, bịch vừa vừa thôi. Đó, bịch bô đó, kêu đứa em bịch bô rồi đó. Cho khỏi nghe tiếng bô. Ê, bịch quá tắt con. Đúng, bịch quá. Bịch quá nó bị bí hơi á. Rồi, vừa vừa thôi, đúng rồi. Đang có số luôn mà. Đó, như xe điện không anh em? Đó, như xe điện rồi đó. Vậy là như xe điện rồi, ok làm ơi. Như xe điện. Rất là chắc. Thấy không? Cụm đen rồi nha em. Rất là đen anh em ha. Rõ ràng. Ok. Máy đang nổ. Con xe có 33 triệu nha anh em ha. Anh em nhanh nhanh nha. Máy là khủng lắm anh em. Những chiếc xe này mà anh em thật sự kiếm được cục máy như vậy khó lắm nha anh em ha. Chẳng qua là Hồng An cũng là cố gắng lựa sàng lọc rất nhiều xe mới được một xe như ý nha. Chứ không phải là mua bừa mua bậy nha anh em ha. Chứ mua bừa mua bậy là cả thúng cả thao á. Cả nhà đó, xe là cả nhà anh em ha. Anh ta sàng lọc rất là kỹ. 10 chiếc giỏi lắm lựa được 2 chiếc cho anh em. Tâm ra Hồng An cái lượng xe nó cũng nói chung là cũng hơi cao hơn một tí. Nhưng mà là hàng VIP, hàng đỉnh không nha anh em. Nói chung là Hồng An được quốc tế là lựa được cái nước đầu anh em ha. Nước đầu á, anh em lái, tất cả lái là Hồng An là mua nước đầu tiên, được chọn lọc trước tiên. Tâm ra cái giá nó hơi nhích hơn một tí. Đó, mà khi mà Hồng An đã không lấy được thì cái xe đó là nó sẽ lọt về nước thứ hai rồi nha anh em ha. Về nước thứ hai, nước thứ ba, về miền Tây là nước thứ tư luôn nha anh em ha. Qua tay thứ tư đó, về các tỉnh miền Tây là tay thứ ba, thứ tư đó. Đó. Vì chủ xe là người đầu tiên bán cho người lái đầu tiên là nước thứ hai. Hồng An là nước thứ ba. Mà Hồng An không qua nữa thì nước thứ tư.
về quê về lái tỉnh là nước thứ năm đó, tâm ra nó sẽ dạt đi nha anh em ha. Tâm ra giá cả Hồng An lúc nào cũng mua nhỉnh hơn một tí, nhưng mà được lại là giá xe rất là chuẩn, rất là chất, cục máy khỏi bàn đó. Máy đang nổ anh em. Thở đây mình quá chắc. Rồi ok, xe này là 33 triệu bao hồ sơ cho anh em nha. Số điện thoại của xe máy Hồng là 0368888383, 0907957435 nha anh em ha. Bốn số. Máy đứt em. Đạo quá anh em ơi. Máy đạo quá anh em. Chắc quá. Yên nó hơi bị rè anh em. Những bộ nồi của Hồng An lựa rất là chắc anh em thấy không? Nó có chả đi nhưng mà nó chả rất là nhỏ nha ha anh em ha. Đầy anh em ha. Đâm ra nhích ra là bye bye là có nha anh em. Rồi, đây là bẩn của em đó nha anh em ha. Bẩn đầy đủ. Đó, bẩn của nó nha anh em. Bẩn zin theo xe nha. Đó. Đó, bẩn zin đó, không nứt không bể cho anh em ha, rất là đẹp. Đây là một lá đưa đứa em nó gáp vô luôn nha anh em ha. Bẩn zin nha anh em. Theo xe 203. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip hôm nay nha. Số điện thoại của Hồng An là 0368888383 và 0907957435. Một con xe chất lượng có 33 triệu thôi nha anh em ha, bao hồ sơ luôn nha anh em. Giá rất là tốt. Con này là cục máy là Hồng An ưng ý nhất cho anh em ha, máy rất là vô địch luôn anh em. Rồi bye bye nha.